Mình đạt đến 4 trên 5 phần nghị luận văn học và 2,75 trên 3 điểm phần đọc hiểu, nhưng mãi điểm của mình vẫn không thể bứt nổi quá con số 8, bởi vì mình cứ lẹt đẹt ở bài nghị luận xã hội. Và đáng sợ là phải đến tận giai đoạn luyện đề, tức là chỉ cách kỳ thi khoảng 2 đến 3 tháng, mình mới phát hiện ra điều này. Đến bây giờ nhìn lại, mình nhận thấy không chỉ mình mà hầu hết các bạn học sinh cũng gặp những lỗi như thế khi đối diện với luận văn 200 chữ nghị luận xã hội. Trước hết, mình thực sự đánh giá thấp phần nghị luận xã hội ngay từ khi bắt đầu. Mình luôn có tư tưởng phần này dễ mà, có 2 điểm mà lại còn học từ lớp 7, lớp 8. Nhưng chủ đề cũ ơi là cũ. Sau này mình mới thấy, chỉ có người học thì cũ, còn đề thi xu hướng hiện nay lại vô cùng cập nhật, đặt ra những vấn đề mà thực sự phải động não, chứ không phải khuôn mẫu như những ví dụ đưa ra trong sách giáo khoa, vì đó là nghị luận xã hội. Tiếp đó, mình nhận thức sai về việc đưa ra dẫn chứng trong bài viết. Mình hay các bạn, những người đang xem video này luôn ghi nhớ những dẫn chứng để dùng cho tất cả các bài viết, như dẫn chứng về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, dẫn chứng của Hồ Chủ tịch, mà thậm chí còn thuộc vào phần lời dẫn xưa cũ kiểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã bôn ba bao nhiêu năm để giải phóng dân tộc nhưng vẫn giữ cho mình sự giản dị, sự liêm chính hay sự chân thành, và cả tá những đức tính khác nữa. Nó không sai, nhưng sự khuôn phép nhiều khi làm chúng mình bị gò bó, bác dẫn chứng phải thế nọ thế kia, và nhiều khi dẫn chứng trở nên kém tiêu biểu cho vấn đề nghị luận. Còn một điểm nữa là mình mất nghiêm trọng phần nghị luận xã hội, đó là việc mình xem nhẹ phần bài học nhận thức và hành động cho vấn đề đặt ra. Mình viết rất qua loa phần đó và cách thức cực kỳ máy móc mà mình đảm bảo ai trong các bạn cũng đã từng viết như thế. Là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần học tập rèn luyện không ngừng. Đó là một câu quá chung chung và chẳng động chạm gì được đến vấn đề cả. Mình từng xem phần đó là phần viết đủ cấu trúc nhưng sau này mới biết, viết thế đâu có đủ được. Có điều khi mình nhận ra với 7,75 hay 8 điểm văn, mình không thể đỗ đại học. Mình đã gần như lục tung cả internet để tìm cho mình một cái phao, vì thực sự mình sẽ chết đuối giữa hàng ngàn sĩ tử. Hành trình tìm kiếm của mình thì gian nan lắm. Cuốn sách này thế nào lại không nằm trên hành trình ấy. Mình thực sự đã vô tình thấy em nói trên một diễn đàn học tập và các bạn cùng khóa ở một bình luận thoáng qua. Một trang trong cuốn sách đó được bạn chia sẻ là về cách mở đoạn nghị luận xã hội. Và trời ơi, chưa bao giờ mình nghĩ việc mở đoạn nó mới mẻ thế. Mình hỏi bạn ấy chỗ mua và quất luôn em nó ở học văn chị Hiên mà không nghĩ nhiều. Mình thấy lạ là mình đã không cả tìm hiểu nó như cách mình làm với những cuốn sách khác. Có lẽ là mình vội vàng và tuyệt vọng lắm rồi chăng? Nhưng thực sự thì cuốn sách ấy vượt ngoài kỳ vọng của mình. Mình thấy phần phương pháp, dẫn chứng của cuốn này là tuyệt vời nhất. Một bộ dẫn chứng siêu to khổng lồ mà quan trọng là theo chủ đề. Theo chủ đề là theo chủ đề đấy. Học xong phần dẫn chứng này mà mình quên luôn cả những dẫn chứng đi cùng năm tháng của mình hồi trước đó. Một điểm nữa là cuốn này có tới 60 đoạn văn nghị luận xã hội tiêu chuẩn. Quá nhiều luôn ý. Với đoạn văn này thì mình thấy chúng mình được học thuộc nhé, vì nghị luận xã hội nó vô cùng lắm. Một lựa chọn mình nghĩ là không tồi cho các bạn khi mà giữa hàng ngàn cuốn sách, cuốn sách chỉ cầm tay chỉ việc cho mình. Chúng mình có thể sáng tạo vì không ai bắt chúng mình đi theo một mẫu nào cả. Xong mình nghĩ, trong phòng thi, khi tâm lý chúng mình thường vội vã hơn, những đoạn mở đầu, những cách đưa bài học hay ho, sáng tạo vẫn đáng được ghi nhớ để ý tưởng có thể bật ra trong một nốt nhạc. Hy vọng mình đã có thể giúp các bạn được chút gì đó trong hành trình gian nan của mình. Biển học là mênh mông, nhưng người thông minh trong lựa chọn, chăm chỉ trong hành động chắc chắn sẽ vượt qua được đại dương ấy thôi. Chúc các bạn học nghị luận xã hội thật vui vẻ và bớt áp lực nhé!